chào quý vị khán giả, quý vị đang theo dõi chương trình Cùng Bạn Chữa Bệnh được phát sóng trên kênh truyền hình VTV2. Trong chương trình ngày hôm nay, chúng ta sẽ cùng nói về chủ đề đừng để dạ dày bị hành hạ trong ngày Tết. Vì sao tôi lại nói như vậy? Bởi vì trong những ngày này là những ngày để chúng ta vừa sum họp nhưng là cũng là những ngày mà mọi người cũng sẽ phải ăn rất là nhiều những cái thực phẩm khác nhau và nó cũng sẽ gây nên những cái bệnh liên quan đến đường tiêu hóa. Và cụ thể như thế nào, làm sao để chúng ta có thể phòng tránh được thì xin mời quý vị chúng ta sẽ cùng gặp gỡ với bác sĩ tham gia trong chương trình ngày hôm nay. Xin giới thiệu đến quý vị và các bạn tiến sĩ bác sĩ Vũ Thị Khánh Vân, nguyên trưởng khoa A9, Viện Y học cổ truyền quân đội. Vâng, bác sĩ Khánh Vân xin kính chào quý khán giả và chào MC. Dạ, cảm ơn bác sĩ ngày hôm nay đã đến với chương trình. Và bây giờ như thường lệ xin mời bác sĩ cùng với quý vị khán giả chúng ta sẽ theo dõi một đoạn phóng sự ngay sau đây. Anh Trần Đình Sơn, 30 tuổi, bị đau dạ dày đã nhiều năm nay. Do tính chất công việc nên anh cũng thường phải đi tiếp khách, ăn nhậu nhiều. Càng gần đến ngày Tết anh lại càng lo, bởi Tết là dịp mà anh phải tham dự rất nhiều buổi liên hoan, tất niên cùng công ty và đối tác, có muốn từ chối cũng không được. Gần đây anh đã bắt đầu cảm thấy các cơn đau dạ dày xuất hiện thường xuyên hơn trước. Anh Sơn hiện rất lo lắng và không biết nên làm thế nào. Mình hiện đang là nhân viên kinh doanh, do tính chất công việc cho nên mình cũng hay phải đi uống rượu bia, tiếp khách. Đầu năm nay, do thấy sức khỏe không ổn, mình đã đi khám bác sĩ và bác sĩ chẩn đoán mình bị bệnh đau dạ dày. Bác sĩ khuyên mình không được uống rượu bia nữa và mình cũng đã hạn chế uống rượu bia một thời gian. Nhưng mà gần đến Tết rồi, có nhiều cuộc liên hoan và khách mời thì mình không thể từ chối được. Gần đây, mình đã bị đau bụng và ợ hơi nhiều hơn trước. Người ta đến Tết thì vui, còn mình đến Tết thì lại cảm thấy lo lắng vì không biết bệnh đau dạ dày sẽ còn hành hạ mình đến bao giờ nữa. Đối với mọi người, ngày Tết là ngày vui đoàn tụ, nhưng đối với người mắc căn bệnh đau dạ dày, Tết lại là nỗi lo. Vậy bệnh nhân đau dạ dày thường mắc những sai lầm gì trong ăn uống sinh hoạt ngày Tết? Mời quý vị và các bạn theo dõi tiếp phần sau của chương trình. Và ngay bây giờ chúng ta sẽ cùng gặp gỡ với anh Trần Đình Sơn đến từ Hoàng Mai, Hà Nội. Xin chào bác sĩ, chào Hồng Quyên. Dạ vâng. Chào quý vị khán giả. Quyên cũng vừa được xem đoạn phóng sự vừa rồi thì cũng có nói đến anh Sơn là một người nhân viên kinh doanh đúng không ạ? Và anh cũng không thể tránh khỏi những cái buổi tiệc tùng mà đặc biệt là trong ngày Tết bên cạnh sum vầy với gia đình thì anh lại cũng còn phải liên tục tiếp khách và những cái đối tác với lại của công ty nữa. Anh cũng có gặp những cái trường hợp về bệnh liên quan đến bệnh đau dạ dày đúng không ạ? Hiện tôi là nhân viên kinh doanh cho nên vì tính chất công việc của tôi cho nên tôi cũng thường xuyên phải uống bia, uống rượu khi mà khách họ yêu cầu. Thì tôi lại không thể từ chối được. Gần đây thì tôi đi khám bác sĩ và bác sĩ có chẩn đoán rằng là tôi bị bệnh đau dạ dày. Tôi cũng đã kiêng bia rượu được một thời gian ngắn nhưng mà cũng sắp đến ngày lễ Tết rồi. Cho nên việc kiêng bia rượu cũng không thể hoàn toàn được. Và thời gian gần đây tôi đã lại bị đau dạ dày và lại bị hơi nhiều. Và thực sự là đến Tết thì mọi người đều vui vẻ. Nhưng mà tôi thì tôi lại càng ngày càng lo lắng hơn. Vâng, thưa bác sĩ, trước những cái lời chia sẻ của bạn Sơn đây thì nhờ bác sĩ có thể cung cấp thêm về cái tình trạng của những người mắc bệnh dạ dày hiện nay như thế nào ạ? Dạ dày thì là một cái bộ phận vô cùng quan trọng bởi vì nó là thu nạp các cái thức ăn rồi nó tiêu hóa một phần dẫn đến đưa đến sự hấp thu thức ăn của ruột non để mà chúng ta lấy cái năng lượng để chúng ta hoạt động. Các cụ bảo rằng là có thực mới vực được đạo. Thế thì cái tiêu hóa có tốt thế thì mới có thể là hoàn thành được cái nhiệm vụ của mình. Y học cổ truyền thì lại cho rằng là cái tiêu hóa hay là gọi là tỳ vị đấy là ở cái phương trung ương, tức là có cái tạng can thì ở phương đông này, cái tạng tâm thì ở phương nam, còn cái tạng phế thì ở phương tây, còn cái phần tạng thận đấy thì nó ở phương bắc, còn ngũ tạng lục phủ phải bẩm thụ khí của tỳ vị. Như vậy thì cái việc mà tiêu hóa phải tốt thì cũng giống như Tây y thì sức khỏe trung bình mới có thể tốt được. Rất nhiều các cái lý do, trong đó có một cái lý do của bạn. Thì tình trạng đau dạ dày có thể nói rằng là ngày một gia tăng mạnh và trẻ hóa. Theo các cái thống kê của thế giới ấy, thì có 10% là dân số thế giới mắc cái bệnh đau dạ dày này. Và mỗi năm thì được tăng lên là 0,2%. Ở Việt Nam thì cũng đã có cái thống kê 26% bệnh nhân đau dạ dày đứng hàng đầu bảng của các cái bệnh về tiêu hóa. Từ 70 đến 80% người Việt Nam có nguy cơ mắc về bệnh lý dạ dày. Có thể nói rằng là cũng đáng lo ngại cho bệnh lý này. Thưa bác sĩ, trước khi bị chẩn đoán là đau dạ dày thì tôi thường có mắc một số chứng như là đau bụng, buồn nôn và chán ăn. Có phải là
những triệu chứng của bệnh đau dạ dày không? Và ngoài ra thì còn có những triệu chứng khác nào nữa? Các cái triệu chứng mà bạn vừa mới mô tả đấy, vâng, thì đúng rồi đấy. Vâng. Thì nó còn có những các cái triệu chứng khác, ví dụ như là đau thì phải đau phần vùng thượng vị này. Đây là một cái triệu chứng có thể nói là quan trọng vì cái vị trí của dạ dày của chúng ta nó nằm ở đó, đau ở đó. Mà đông y thì bảo là bất thông tắc thống, do cái việc tiêu hóa nó không có tốt, nó đình trệ cho nên là nó gây ra đau. Nhưng mà đông tây thì bảo rằng là tiêu hóa nó không tốt, nó đình trệ ở đây cho nên là nó tăng co bóp ở dạ dày thôi, nó gây đau. À, khi mà nó tiêu hóa nó không có tốt như thế, còn có các cái triệu chứng như là chướng bụng, chướng bụng to này, và cái thức ăn nó lưu trữ ở đấy cho nên là nó sinh hơi. Cho nên là mình cứ có cái biểu hiện như là ợ hơi, ợ chua nữa. Mà thậm chí là có những các cái triệu chứng như là buồn nôn và nôn. Nếu mà nôn mạnh ấy, thì có khi lại còn làm tổn thương đến cái thực quản của mình nữa cơ. Vì bụng nó đầy như thế cho nên là ăn nó không có ngon. Các cái triệu chứng mà có thể nói rằng rất là đáng ngại cho cái chuyện là tiêu hóa nó không có tốt, nó đình trệ cho nên là nó có cái biểu hiện này như vậy. Nếu mà cái bệnh này chúng ta để kéo dài thì nó sẽ gây ra những cái biến chứng nguy hiểm như thế nào? Đau dạ dày thì nó có thể dẫn đến thủng dạ dày. Có khi là xuất huyết dạ dày. Tự nhiên thì là mình cứ, nếu mà nó xuất huyết mãn mãn ấy, thì mình chỉ có cái là mình ăn kém rồi người mình cứ xanh xao đi xét nghiệm. Có khi là thấy hồng cầu nó giảm, huyết sắc tố nó giảm, nó cứ xanh xao. Nhưng mà nếu mà có cái cơn xuất huyết cấp ấy, thì có thể là nôn ra máu, đi ngoài phân đen. Nhưng mà còn tai hại hơn là đau dạ dày, nhất đặc biệt là viêm loét cái vùng bờ cong bé gì đó, thì phải hết sức chú ý là dẫn đến tình trạng ung thư dạ dày. Và những các cái biến chứng đấy thì sự thật là khủng khiếp. Cho nên cho dù là công việc là kinh doanh vất vả cũng như bận rộn, nếu mà có cái triệu chứng đấy thì thường xuyên phải theo dõi, khám, vừa kết hợp giữa thuốc thang cũng như chế độ nghỉ ngơi, chế độ dinh dưỡng hài hòa thì nó mới có thể giải quyết được vấn đề. Tôi nghĩ là cái công việc của Sơn thì còn tạo cho Sơn nhiều khó khăn hơn, chứ lại không bớt được về vấn đề sức khỏe, đúng không? Có phải là do tôi thường xuyên rượu bia, thức khuya với cả làm việc áp lực cho nên tôi mới bị đau dạ dày không? Và đấy, cái bệnh đau dạ dày này thì là thường gặp ở những đối tượng nào ạ? Trước hết là chế độ dinh dưỡng. Đông y bảo bệnh tòng khẩu nhập, tức là bệnh theo miệng mà vào. Thì cái chế độ ăn của chúng ta thì thứ nhất là về mặt thực phẩm, bây giờ nhiễm độc nhiều lắm. Cái thứ hai là vì chúng ta đang là xã hội hiện đại cho nên là nó có rất là nhiều những các cái ưu việt chính sách của cải vật chất nó nhiều, mà các bạn cứ lạm dụng đạm mỡ đường nhiều quá, là quá cái sức làm việc tiêu hóa của dạ dày nó cũng ảnh hưởng. Chưa kể là bạn lạm dụng những các cái thứ mà bạn vừa mới trình bày đấy là bia rượu. Dạ vâng. Thì nó sẽ tàn phá dạ dày một cách khủng khiếp luôn. Thì đấy là vấn đề dinh dưỡng. Cái nguyên nhân liên quan đến cái chế độ sinh hoạt. Ví dụ như là nhiều công việc quá, lúc thì đói quá, lúc thì no quá, có khi thì nhịn luôn cả khi hết cả buổi chiều xong ăn no quá, rồi thức khuya quá, rồi lại đói quá, lại ăn đêm. Tất cả những các cái điều đó nó bảo là nó ảnh hưởng đến cái nhịp sinh học của tiết men của dạ dày. Dạ dày không có chút lúc nào nghỉ theo cái đúng cái nhịp sinh học của nó. Bên cạnh đấy có khi là còn liên quan đến hút thuốc lá, các cái áp lực, các cái stress nó cũng được dẫn đến là tiết ra những các cái hormone gây ra đau dạ dày. Đấy thì bạn cũng phải chú ý. Còn một vấn đề mà tôi phải đề cập đến, tức là cái hiện nay là người ta đau dạ dày, người ta nói đến nguyên nhân đến cái nhiễm cái HP đấy. Thì người ta thấy rằng cái tỷ lệ nhiễm cái xoắn khuẩn này rất cao. Do vậy mà cái xoắn khuẩn này nó phóng thích ra ngoài môi trường, nó xâm nhập vào các cái thực phẩm mà không may chúng ta ăn, thì nó cũng có thể là vào, nó cũng gây ra một cái nguyên nhân. Còn các cái nguyên, một số những các cái nguyên nhân khác nữa là các bạn trẻ nhiều khi là cứ có bệnh, không chịu có đi khám bệnh, cứ tự động là mua thuốc. Ví dụ như mua các cái thứ thuốc chống viêm giảm đau này, thì là những các cái thứ thuốc ấy nó cực kỳ nguy hiểm, mà các bạn không biết là những các cái tác dụng phụ của nó cũng làm đến ảnh hưởng về đau dạ dày. Đối tượng thì có thể là ai cũng có thể mắc, nhưng mà người ta cho rằng là cái tỷ lệ những các cái bạn trẻ ngày một gia tăng. Trong và sau mỗi dịp Tết, lượng người nhập viện vì đau dạ dày lại tăng mạnh. Nguyên nhân một phần không nhỏ đến từ quá trình uống rượu bia và ăn uống không điều độ, kiêng khem hợp lý trong ngày Tết. Đau dạ dày là căn bệnh khó chữa dứt điểm, có nhiều nguyên nhân gây nên nhưng chiếm số lượng lớn vẫn là do ăn uống thiếu điều độ, hút nhiều thuốc lá, uống nhiều rượu bia. Các thức ăn chứa cồn có tác động ức chế sự tạo thành chất nhầy bảo vệ niêm mạc dạ dày. Mặt khác, rượu bia còn kích thích tiết ra nhiều axit dịch vị, có thể tăng khả năng gây tổn thương niêm mạc dạ dày.
Hậu quả sau khi uống nhiều là bệnh nhân thường thấy bụng bị trướng, nóng rát trong bụng, hơi thở nóng, gấp gáp, đau thắt vùng thượng vị. Các triệu chứng ban đầu dễ bị người bệnh bỏ qua, tuy nhiên càng uống nhiều rượu bia, tổn thương tại dạ dày càng nặng và lâu dài có thể dẫn tới những biến chứng nghiêm trọng như viêm loét dạ dày hay ung thư dạ dày. Trong những ngày Tết, nhiều người không thể từ chối những ly rượu, ly bia chúc mừng từ bạn bè, đồng nghiệp, người thân vì lý do sợ kém vui. Chính vì điều này đã khiến không ít người mắc căn bệnh đau dạ dày và bị các cơn đau dạ dày hành hạ ngay trong buổi tiệc, dẫn đến ảnh hưởng rất lớn không chỉ trong kết quả công việc mà còn cả sức khỏe người mắc bệnh. Vậy cần có những lưu ý gì về chế độ ăn uống cũng như sinh hoạt cho người mắc bệnh đau dạ dày? Mời quý vị và các bạn theo dõi tiếp phần sau của chương trình. Vậy thưa bác sĩ, vì sao ngày Tết thì cái bệnh này nó lại có cái chiều hướng gia tăng hơn ạ? Đối với ngày Tết thì có thể nói rằng là có một cái văn hóa của dân tộc Việt Nam cực đẹp. Những cái ngày Tết nhân cái ngày nghỉ, con cháu về với ông bà nội ngoại, anh em khắp nơi chúng ta về và bạn bè hàng xóm thì chúng ta đến, chúng ta chúc nhau sức khỏe, năm mới sang năm có sức khỏe thành đạt hơn, con cháu thành đạt hơn và các cái điều mong muốn có nhà vạn sự như ý luôn. Thì người ta dùng những các cái chén rượu để người ta chúc mừng cái chuyện đó. Thì y học cổ truyền thì nó cho rằng là tiểu năng hành huyết, khí huyết lưu thông tốt. Nhưng có cái câu thứ hai là tiểu năng tà vì đã lạm dụng những các cái văn hóa này. Vì nhiều các bạn nam giới bây giờ người ta nói đây là nam giới mà không có rượu thì không có tự tin, chưa có thể thành người lớn. Đấy, những chuyện như thế. Rồi xã hội tương lai thì không thể thiếu được bia rượu. Những cái quan niệm như thế là cực kỳ nguy hiểm mà nó phá vỡ những các cái nền văn minh cũ của dân tộc ta. Cái thứ hai là người ta gọi là ăn Tết mà. Thì nhà tôi cũng như nhà tất cả các bạn đều chuẩn bị rất là nhiều lương thực, thực phẩm, thậm chí là đồ ngon vật lạ để mang về để tiếp khách, rồi tiếp con, tiếp cái các thứ, hoặc là con cái mang về cho bố mẹ, toàn những thức ăn lạ thôi. Và đã chuẩn bị như thế là thứ nhất là chuẩn bị nhiều. Cái thứ hai là những các cái thức ăn thường là chiên rán nhiều cho nên rất là nhiều gọi là mỡ. Khi mà chúng ta đi chơi bời để khách khứa đến thì phải làm sao cho nhanh, cho nên là phải làm xong rồi cho vào tủ lạnh, cứ nấu đi nấu lại như thế thì nó cũng rất dễ bị nhiễm khuẩn, những các cái đồ mỡ các thứ. Thế còn là vấn đề bia rượu thì có thể nói chúng ta không cân đo đong đếm được cái lượng rượu như thế là cực kỳ nguy hiểm. Mà chúng ta đã uống quá mức của nó, vui vẻ chúng ta uống vừa cái rượu coi như là có khi mình cũng không tính toán đến. Cái thứ hai là cái phương thức uống rượu của chúng ta lúc đó cũng rất là nguy hiểm. Ăn uống như thế thì có gì mà không hành hạ dạ dày ạ? Vậy bác sĩ có những cái lời khuyên nào dành cho quý vị khán giả cũng như là đặc biệt là đối với những cái trường hợp mà trong cái ngày Tết á, mà cái người bệnh hoặc là cái người ở nhà mà họ vô tình họ bị đau dạ dày thì chúng ta có những cái phương pháp nào sơ cứu tạm thời trước khi là đưa đến bệnh viện ạ? Khuyên các bạn là làm sao mà ăn Tết thì là nó phải đảm bảo được chữ vui khỏe. Dạ. Tức là làm sao vừa vui nhưng khỏe, không có hành hạ dạ dày, không hành hạ gan gì đó để đi cấp cứu để các thứ này khác. Thì trước hết là phải nói là chúng ta ăn uống cho nó cân đối, đặc biệt là uống bia rượu. Uống bia rượu thì chúng ta phải thứ nhất là tìm cái chất lượng rượu cho nó đảm bảo, biết được cái xuất xứ của nó, cái hiệu quả của nó. Cái thứ hai là số lượng rượu chúng ta nạp vào nó mà ở một cái chừng mực nhất định thôi. Một ngày thì uống không nên quá 3 đơn vị rượu đó, và nữ giới thì không nên quá 2. Thế thì cái số lượng chúng ta uống như thế nào đấy cho nó vừa phải với cái khả năng, hay cái tôi gọi là tiểu lượng của mỗi người. Dạ, vâng. Có khi bạn chỉ uống nửa đơn vị đã say rồi, bạn kia có khi uống 2 đơn vị chưa say, có đúng không ạ? Thế chúng ta uống như thế thì nó mới đảm bảo được về số chất lượng, về số lượng. Cái thứ hai là về mặt phương thức uống, tôi thấy ở ngoài quán cứ rô hoài trong cái đó bụng không có cái gì, chúng ta nên ăn một cái gì đó rồi chúng ta mới uống. Chúng ta uống có văn hóa, uống từ từ thôi thì cơ thể của mình nó mới đủ cái khả năng nạp vào và điều chỉnh nó. Thế chứ chúng ta uống nhanh quá thì rất là khó, trong lúc mà bụng đói thì thật sự là có vấn đề. Phải biết mình rằng là tình trạng sức khỏe như thế nào, vậy cho nên tôi mới bảo là cái khả năng tiểu lượng của mình. Thế nhưng mà còn không may mà chúng ta uống phải mà làm cho cái bụng của mình nó có vấn đề thì gia đình cũng phải chú ý một chút về cái chế độ dinh dưỡng, thì nên là cân đối với các cái rau củ quả hơn, các cái bữa ăn thêm rau với cà rốt rồi thì bắp cải rồi các cái rau khoai các thứ này khác vào để cho nó giúp cho cái việc tiêu hóa cho nó tốt, để tránh cái đau.
Hoặc là nếu đau thì chúng mình cũng phải ăn những các cái cháo, những các cái súp mềm một chút. Mình hầm cái bao tử lợn với tiêu chẳng hạn, mình ăn để cho nó nhẹ nhàng, nó dễ tiêu hóa, nó giảm bớt những các cái gánh nặng của cái dạ dày đi. Bên cạnh đó thì cái chế độ sinh hoạt mình phải đảm bảo cái chế độ ngủ nghỉ cho đúng giờ, chứ ăn uống điều độ khoa học, chứ đừng có lia chia hết chỗ lúc này đến lúc khác. Dạ dày chả có lúc nào nghỉ thì nó càng ngày bệnh tật của mình nó sẽ nặng thêm. Cảm ơn những lời tư vấn của bác sĩ và cảm ơn Sơn ngày hôm nay đã đến với chương trình. Hy vọng là qua chương trình ngày hôm nay thì Sơn sẽ rút ra được cái kinh nghiệm cho mình để làm sao mà tránh gây hại đến cái sức khỏe của mình nhiều nhất. Vâng, thưa quý vị khán giả, và ngay bây giờ sẽ là câu hỏi tương tác dịch cho quý vị. Câu hỏi của chương trình tuần này như sau: để tránh bị đau dạ dày hành hạ trong ngày Tết, người bệnh cần chú ý ăn uống, sinh hoạt điều độ đúng giờ đúng hay sai? Các bạn hãy nhanh tay soạn tin theo cú pháp CB gạch dưới đúng hoặc sai và gửi tới số hotline của chương trình 01236229229. Khán giả trả lời đúng và nhanh nhất sẽ nhận được một phần quà hấp dẫn. Chúc các bạn may mắn. Xin chúc mừng chủ nhân của số điện thoại 0939361XX đã gửi câu trả lời đúng và nhanh nhất câu hỏi của chương trình tuần trước tới tổng đài. Hãy liên hệ ngay với chúng tôi theo số điện thoại hotline 01236229229 để nhận được những phần quà hấp dẫn. Thưa quý vị và các bạn, qua chương trình ngày hôm nay thì nếu mà để cho Hồng Quyên được phép đề tặng, gửi tặng đến quý vị thì Quyên chỉ muốn gửi tặng hai chữ, đó là ý thức. Khi chúng ta có ý thức thì chúng ta sẽ luôn kiểm soát được cuộc sống của mình, đặc biệt là kiểm soát đến sức khỏe, vì sức khỏe là vàng. Và chúc cho quý vị sẽ có một cái Tết thật là vui và trọn vẹn bên gia đình của mình. Cảm ơn quý vị đã đồng hành cùng với chúng tôi. Xin chào và hẹn gặp lại. Vào những ngày Tết, bệnh nhân bị đau dạ dày càng cần phải chú ý đến chế độ ăn uống, sinh hoạt để có một cái Tết thoải mái và khỏe mạnh. Hãy quan niệm mừng năm mới là những ngày chúng ta được nghỉ ngơi sau một năm làm việc vất vả. Đừng bắt cơ thể chúng ta phải ăn, phải uống quá nhiều. Quan trọng nhất cần nhớ rằng, dù vui xuân chúng ta cũng nên có chế độ ăn uống, sinh hoạt điều độ, đúng giờ và thành bữa để dạ dày có lúc nghỉ ngơi. Nên hạn chế ăn các thức ăn xào, rán, khó tiêu, nhiều gia vị, dưa, cà, hành, muối, các quả chua, chuối tiêu, đồng thời cũng cần tránh các chất kích thích, hạn chế rượu bia, thuốc lá. Tránh ăn những thức ăn có nhiều mảnh sắc dai cứng như xương băm, sụn, tôm, cua, cá rán. Tránh ăn quá nóng, quá lạnh hay quá no vì ăn nóng làm quá trình niêm mạc dạ dày sung huyết. Lạnh quá làm dạ dày co bóp mạnh hơn, dễ gây đau, có khi chảy máu. Quá no lại làm dạ dày căng bóp, co bóp yếu, ảnh hưởng đến quá trình nhào trộn tiêu hóa thức ăn. Sinh hoạt điều độ, không thức quá khuya, không vui chơi quá độ để ảnh hưởng đến sức khỏe. Chú ý phòng chống lạnh tốt, mặc đủ ấm, ngủ ấm, không để cơ thể bị nhiễm lạnh. Chúc quý vị và các bạn có một cái Tết luôn vui tươi và khỏe mạnh.